Nghe rõ không? Alo. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục buổi học về thập nhị duyên khởi tiếp theo ha. Thì chương trình cũng như thường lệ, chúng ta đọc Pali trước, rồi sau đó là nhờ một người lên đọc bài tuần trước, rồi sau mình vào bài học. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahaṃ sammāsambuddho Bhagavā Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivādayāmi. Sakkhāto Bhagavatā Dhammo Dhammaṃ Namassāmi. Suppatipanno Bhagavato Sāvakasangho Saṅghaṃ Namāmi. Sammāsambuddho Matulaṃ Sasattham Agaluttamaṃ Apivadiyapasissa Apithammattasanghaṃ. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu. Dạ, một, hai, ba, năm, tham à, để bắt đầu vào buổi học, chúng ta đọc Pali tiếp. Mời cô thư ký post được bài Pali hôm nay cho tất cả các quý vị cùng nhau quan hỷ là đọc nha. Dạ, một, hai. Dạ yeah, mô Phật, Nam mô Bụt Đà Dạ, Nam mô Đàm Bà Dạ, Nam mô Sằng Gà Dạ. Kính lễ tỳ kheo Pháp Trang, kính chào thầy kinh và kính chào đạo tràng, kính chào quý cô. Sư đọc sư Xuân Phong đọc trước xong rồi thỉnh sư Pháp Trang nha. Đoạn 3, Attha Tayo Attha Đoa Đa Sằng Gà Ni Vi Sa Ta Kha ra tí sanh thí cha tu sanh khệ cổ tì ni quát tà ni đề mà là ni cha về đi tập bà ni. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh. Nếu biết rằng, nếu hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi yếu tố, 20 phương cách chia làm bốn nhóm, ba sự liên hệ, bốn phân hạng, ba vòng quanh và hai nhân. Các thằng Avijja Sankhara Atito Attha Jati Chara Maranang Anagato Attha Mache Attha Bacchubbane Attha ti tayo attha. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về tương lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy có ba thời: avijja sankhara viññānaṃ nāma rūpaṃ salayatanaṃ Phaso Vedana Tanha Upadanang Phavo Chati Chara Mara Nanti Doa Dangani Soka Diwa Chanang Ba Netha Nisangda Pala Nidasanang. Vô minh, hành thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão và tử là 12 chi. Những danh từ sầu, muộn, ta, tháng, vân vân là hậu quả của sanh. Rồi, sư nghĩ sư đọc xong rồi, bây giờ mời vị kế tiếp nha.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khay. Giờ chúng tôi xin để đọc đoạn 3. Đoạn 3 Tathata yo attha đo da sangani visata kara tisanti tisanti chatu sang kepo tini vata ni đề mula ni chát về đi tắp bà ni, nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, mười hai chi yếu tố, 20 phương cách chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, ba vòng quanh và hai nhân. Cách thầm avijja sankhara atito attha jati chara maranang anarato attha macce attha pacchuppanne attha cittato attha, như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, 8 chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy có 3 thời kỳ: avijja sankhara vijñānaṃ manā mārūpaṃ salayatana salayatanaṃ phasovedanā taṇhā uppādānaṃ pháp vô cha tí chắc ra ma nan tí tòa đã sang gà ní sô ca đi quá chắc năng pan nít tháp ní sang đã phát lá ní đã sang năng vô minh hành thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc thọ ái hữu, sanh lão và tử là 12 chi. Những danh sắc sầu muộn ta tháng vân vân là hậu quả của sanh. Và bây giờ chưa đã đọc xong, bây giờ xin mời vị kế tiếp để đọc bài Nam Mô Phật Thầy. Dạ, con kinh kính lễ sư Pháp Trang, sư Thanh Tâm. Con kính chào thầy kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc đoạn 3. Dạ, nhờ cho Nguyễn Phát Tài, cảm ơn cho Nguyễn. Đoạn 3. Tát tha ta yo áp tha đoà đá sang gà ní vi sát ta ca ra tí sàn thí chát tú sàn khề bồ tì ní quát tà ní đề mù là ní chá về đi tắp bà ní. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có 3 thời kỳ, 12 chi, yếu tố, 20 phương cách, chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Các thằng avijja sankhara atito attha cha tí chá ra má ra nằng anagato attha mắt chê attha tất bàn nề áp thà tí ta dồ áp thà. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, 8 chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy có 3 thời kỳ: avijja sankhara viññāna nāma rūpaṃ salayata nang passo vedanā taṇhā uppādānā pha vô trà tí chá ra má ra nằm tí đoà đá sằng gà ní sô ca đi quá chá năng tà nét phá ní sằng đá phá lá ní đá xá năng vô minh hành thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão và tử là 12 chi. Những danh từ sầu muộn ta tháng vân vân là hậu quả của sanh.
Dạ con xin hết ạ. Xin cảm ơn thầy Kiên, xin cảm ơn đạo tràng đã nghe con, xin chính nhất ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Con đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Pháp Trang, quý bà cô tu nữ, cô đồng đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài. Dạ, có thể cho xin một tín hiệu có được nghe không ạ? Dạ. Dạ, cái phone không biết là sao nó bị nhỏ quá. Dạ. Dạ, con xin đọc giai đoạn 3. Dạ. Dạ, con xin đọc lại ạ. Dạ. Đoạn 3. Tát thát tá vô át thà. Đồ đất sang cả ní vị sa ta cả ra tí sang thị chá tu sang khe bồ tì ní vất ta ní vì mù là ní chá về đi tắp ba ní. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sinh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi yếu tố, 20 phương cách chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Các thằng Avijja sankhara atti to attha cha ti chara mananang anagato attha macce attha paccapanya attha ti ta yo attha. Như thế nào? Vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy các ba thời kỳ Avijja sankhara vinyanang namaku bang sa la yat ta nang phát sổ về đá na tan ha u ba đà nang phá vô cha thi cha ra ma na nan thi đồ đất sang ca ni sô ca đi quát cha nang bát bát nhất tha nít san đa phát lá đi đất sát nang. Vô minh hành thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão và tử là 12 chi, những danh từ sầu muộn tha thắng vân vân là hậu quả của sanh. Dạ con xin nhìn mít lại cho việc kế tiếp ạ. Dạ một phần. Dạ Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai giáo. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ sư Pháp Trang và con kính chào thầy Kinh và đạo tràng. Và con xin trả bài đoạn 3. Attha tayo attha đoà đa san ga ni vi sa ta ka ra ti san thi cha tu san khe bồ ti ni va ta ni đoà mù la ni cha về đích tát bà ni.
Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi yếu tố, 20 phương cách, chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Cách thầm Awicca Cha Ti Cha Ra Ma Ra Nằng Anagato Attha Mache Attha Pachupanne Attha Ti Ta Yo Attha. Như thế. Sao con không thấy đâu? Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy có ba thời kỳ. Avijja Sankhara Vinna Nang na maru bằng sa la yat ta nang pha so we da na tan ha u ba da nang pha wo cha ti cha va man ran nan ti tra da san ya ni so ka dit wa cha nang bat na tha ni san da pha lan ni da sa nang. Vô minh, hành thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục, căn, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão và tử là 12 chi. Những danh từ sầu muộn tan, ta tháng, vân vân là hậu quả của sanh. Dạ, con đã đọc xong, con mời kế tiếp. Dạ Nam Mô Bụt Thà Dạ. Đầu tràng có nghe được tiếng con không ạ? Dạ xà thủ xà thủ. Hôm nay cái mic của con sao mà không nói chuyện được. Dạ, con Từ Mẫn xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính lễ Sư Thánh Tâm, Sư Pháp Trang, Thầy Kinh, ông Năm, Bà Năm, cùng quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Là hai cái nick mà con không đọc được. Dạ, sau đây con xin đọc bài đoạn 3. Tạc Thạ Ta yo attha đoa đa sang gà ni vì sa ta ca ra ti sang thi cha tu sang khe bồ tì ni vata ta ni đuê mù la ni cha huệ điệp ta bà ni. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi yếu tố, 20 phương cách chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Các thằng Avijja Sankhara Atito Athayati Yara Marana Anagato Atha Maje Atha Bakupane Atha Titayo Atha. Như thế nào
vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy có ba thời kỳ. Avijja sankhara vijnana nama rupa sala yatana paso vedana tanha ubadana pavo jati jarama rananti doada sangani sokari vachana panatta panatta nipsangtapa lanidasana. Vô minh hạnh, thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc lục căn, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão và tử là 12 chi, những danh từ sầu muộn tá tháng vân vân là hậu quả của sanh. Dạ, con đã đọc xong rồi, con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng. Cô cảm ơn con bóp bài cho nguyện và con kính tỉnh quý vị kế tiếp ạ. Con xin xuống mình. Dạ, nó mua quốc thai giá, nó mua thăm thai giá, nó mua săn thai giá. Dạ, con thành kính lĩnh lễ sư Thanh Tâm, thành kính lĩnh lễ sư Pháp Trang. Con kính thành kính chào lĩnh lễ sư. Con kính thành kính lĩnh lễ thầy Kinh. Dạ, con kính chào quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài đoạn 3. Tát thá tá vô át thà đò đá sân gà ní vì sá tà cà rà thí sân thí chá tu sân thề bồ tì ní quát tà ní đề mù là ní chá về đi tát bà ní. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi, yếu tố, 20 phương cách chia làm bốn nhóm, ba sự liên hệ, bốn phân hạng, ba và quanh và hai nhân. Các thân avijja sankhara atito attha chati chara maranang arahato attha macce attha bất chúc bằng nghề ác thà tí cá vô ác thà như thế nào? Vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy có ba thời kỳ: avijja sankhara vijnanang nama rupang sa la ya ta nang bát sô về đa na thần hà úc bà đa nang ba vô cha tí cha ra má ra nam tí đò đa sang ga ni sô ca đi quá cha nang ba net há ni sang đá đá phá lá ni đất sa nang vô minh hành thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc lục sanh căn, xúc thọ ái thủ hữu sanh, lão và tử là 12 chi, những danh từ sầu muộn ta tháng vân vân là hậu quả của sanh. Dạ, con xin tập bài xong. Dạ, con xin kính ơn quý sư và thầy Kinh và toàn thể quý anh chị. Dạ, con xin xuống mất đường cho việc kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sân Khà Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Thanh Tâm, Sư Pháp Trang. Kính chào Thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài hôm nay. Đoạn 3. Tát thá ta vô át thà đòa đá sân gà ni quỳ sá tà cà rà tí sàn thí chá tú sàn khề bồ tì ni quát tà ni đề mù là ni cha quê đi tấp bà ni. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi yếu tố, 20 phương cách
chia làm 4 nhóm, 3 sự kiện, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Các thằng Avijja Sankhara Atito Attha Chati Chara Maranang Anagato Attha Matje Atthabakjubane Attha Titayo Attha. Như thế nào? Vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh, lão, tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy có 3 thời kỳ. Avijja Sankhara Vinyanang Namarubang Salayatanang Fatso Vedana Tanha Ubadanang Favo Chati Chara Marananti Đoà Đa Sang Gà Ní Sô Cà Đi Quá Chá Năng Bà Nét Tháo Đi Sàn Đa Phá La Ni Đa Sá Năng Vô Minh Hành Thiệt Thiện Thức Tái Sanh Danh Sắc Lục Căng Xúc Thọ Ái Thủ Hữu Sanh Lão và Tử là 12 chi. Những danh từ sầu muộn, ta tháng, vân vân là hậu quả của sanh. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ, con xin đọc bài ạ. Đoạn 3. Tát Tha Tá Vô Ách Thà Đoà Đá Sang Gà Ní Quy Sá Tà Cà Rà Tí Sành Thí Chá Tú Sành Khê Pồ Tì Ní Vách Tà Ní Đuê Mù Là Ní Chá Quê Đi Tấp Bà Ní. Nơi đây, đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có 3 thời kỳ, 12 chi, yếu tố, 20 phương cắt, chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Các thằng Avijja Sankhara Atito Attha Chatichara Maranang Anagato Attha Macche Atthapachup Banye Attha Titayo Attha. Như thế nào? Vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại, như vậy có 3 thời kỳ. Avijja Sankhara Vinyanang Namarubang Salayatanang Phasso Vedana Tanha Ubadanang Phavo Chatichara Maranang Tidoa Dasangani Soka Diwachanang Banet Thamisang Dafalanidasanang. Vô minh, hành, thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão và tử là 12 chi. Những danh từ sau muộn ta tháng là hậu quả của sanh. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, Nguyên Như xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu, con xin phép được đọc bài ạ. Đoạn 3. Tát Tha Vô Ách Đoà Đa Sang Gà Ní Quy Sa Tà Cà Ra Tí sành thí, cha tu sành khề bồ, tì ní quát tà ní, đề mù là, ní chá quề đi tắp bà ní. Nơi đây, đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có 3 thời kỳ, 12 chi, yếu tố, 20 phương cách, chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân.
các thần Avijja Sankhara Atito Attha Jati Chara Maranang Anagato Attha Macce Attapachupanne Attha Tittayo Attha. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh, lão, tử thuộc về vị lai, tánh chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại, như vậy có ba thời kỳ. Sankhara vinyanang namarupang salayatanang phaso vedana tanha upadanang phavo jati chara marananti dvadasang gani so kadi vachanang panethanisan dafalanidasanang. Vô minh hành bất thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, ái, thụ, hữu, sanh, lão, tử, 12 chi, những danh từ sầu muộn, ta tháng, vân là quả của sanh. Dạ thưa con đã đọc xong ạ, con đọc có sai con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con xin phép được xuống mít, con kính nhìn mít lại cho đạo tràng ạ. Ơi xa thứ xa thứ à, rất là quý vị đọc rất là hay nha, đọc tuyệt vời. Thì đi vào bài học chính thức thì mời Nguyễn Như lên đọc cái bài tuần rồi, trình bày lại cái bài tuần rồi, đọc chậm chậm thôi nha, đọc chậm cho Nguyễn post theo. Rồi xin mời. Dạ thầy, con xin đọc chậm. Bài tuần trước là ngày 11 tháng 12 năm 2020, số 2 La Mã là Sankhara, tức có nghĩa là hành. Cái gì tạo thành, tạo sanh, tạo tác, hay cái gì tạo nên những cái được tạo, thì đó chính là hành. Pháp bản thể là tâm sở tư. Tiếng Pali là Chetana. Tâm sở tư chính là hành. Tư hay tác ý chính là nghiệp, tâm sở tư tạo ra nghiệp. Chetana chi phối và quyết định mọi hành, đôn đốc xúi dục các pháp, làm cho các pháp cùng sanh, nắm bắt cảnh, hoàn tất nhiệm vụ sắp đặt pháp đồng, các pháp đồng sanh làm theo. Hành có ba. Thứ nhất, A lớn là phi phúc hành. Aputphisamkhara, dạ con xin sám hối. Aputphisamkhara, tâm sở tư phối hợp cùng với các tâm sở tương ưng đồng sanh khởi, một trong 12 tâm bất thiện xui khiến. Thân là sắc sanh, Banatipata, trộm cắp, Adinadana, tà hạnh, trong dục lạc, kami sumicchara, khẩu nói dối, musawada, nói ly gián, bình xú nhà hòa trà, bình xú nà hòa trà, ý độc ác, phá rú xá hòa trà, nói phù phiếm, sầm pháp bá la bá, tâm ý tham lam, á quýt á phít cha, sân hận, gia ba đá, tà kiến, mít cha đích thí, bê lớn phúc hành, quân nhà phí sầm kha ra, Punya phí samkhara, phúc hành, tâm sở tư cùng các tâm sở tương ưng đồng sanh, một trong 8 tâm thiện dục giới, trong 5 thiện sắc giới, sẽ tạo ra
các tâm quả thiện dục giới, tâm quả thiện sắc giới và sắc nghiệp thiện. C lớn là bất động hành. Anecha visamkhara. Tâm sở tư cùng các tâm sở tương ưng đồng sanh, một trong bốn tâm thiện vô sắc giới là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ, và sẽ tạo ra các tâm quả vô sắc giới. Ghi chú, tâm sở tư trong tâm đạo siêu thế không được xem là hành. Trí chính là yếu tố nổi bật trong tâm siêu thế. Tư chỉ hỗ trợ giúp cho trí diệt trừ vô minh. Tư thì nổi bật trong các tâm hiệp thế với nhiệm vụ tạo nghiệp. Vô minh nổi bật trong các tâm bất thiện, nhưng ngủ ngầm trong các tâm thiện. Thiện và bất thiện đều bắt nguồn từ vô minh. Dạ con đã đọc xong, như con xin dâng mít lại cho thầy kinh ạ. À. Xa hơn, xa hơn. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sàng Khai Giá. Dạ, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào tất cả quý vị. Rồi, từng rồi chúng ta học vô minh duyên cho hành. Thì bây giờ chúng ta đi tiếp từ cái vô minh nó duyên cho hành, rồi từ cái hành này, hành phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, nó sẽ duyên cho thức. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào mục số 2 La Mã là hành duyên thức. Sankhara Bhattaya Vinyanang là hành duyên thức. Hành duyên thức. Rồi, nhà nó có hai cái chữ nè. Vinyana là tiếng Bali. Sanskrit là Vinchana Achana, hai cái khác nhau ha, và là thức, cũng là thức. Rồi, ok. Rồi, ở đây là duyên thức, ở đây ta nói về, nhấn mạnh về vấn đề thức tái tục. Tức là bây giờ mình sẽ ghi là đánh dấu, đánh cái bông bự ha. Và thức tái tục, 20 chấm. 2 chấm 19 tâm quả tục sinh. Tức tái tục là chữ này, nãy bây giờ ghi cái chữ luôn ha. Bỏ cái dấu anh N vô luôn nha. Và chúng ta không có cái máy làm đó. Có thích sành thí huynh nhà đó. Và thích tái tục. Cái bông vào là dòng thức tái tục ha. Có 19 tâm quả làm việc tục sinh, 19 tâm quả tục sinh. Rồi. Đúng không? Thì 19 tâm quả tục sinh này là những tâm nào? Thứ nhất là chúng ta sẽ ghi là hai tâm quan sát. Hai quan sát, tức là quả bất thiện, quả thiện vô nhân á. Hai quan sát cộng là Sanskrit á, Sanskrit á, yes, Sanskrit là tiếng tiếng Phạn á, còn kia là Bali á, cái này tiếng Sanskrit. Rồi 19 tâm quả tục sinh là hai tâm quan sát, là hai quan sát cộng 8 tâm quả thiện dục giới tịnh hảo. Quả thiện dục giới tịnh hảo. Rồi, năm quả giới. Năm quả sắc giới.
quả sắc giới, bốn quả vô sắc giới, bốn quả vô sắc giới. Thì như vậy do chính vì do vô minh nó duyên cho hành, rồi hành nó từ cái hành này nó mới làm duyên phát sanh ra những cái thức. Mà đây chúng ta nói về thức tái tục, tức là 19 tâm quả tục sinh, tức là những cái tâm quả này làm phận sự cho đi tái tục, tái sanh trong một đời sống mới. Thì như vậy chúng ta sẽ có 2 tâm quan sát, 8 tâm quả thiện dục giới, 5 quả sắc giới, 4 quả vô sắc giới, bằng là 19, đúng không? 8, 9, 8, 19 đúng chưa? Đúng không? 19 không? Rồi. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng. Theo phương cách khác, lấy hết các tâm quả hiệp thế, duyên do hành. Hay chấm. Theo phương cách khác, lấy hết các tâm quả hiệp thế, duyên cho hành. Hai chấm. Theo phương cách khác, lấy hết tâm quả nó duyên cho hành. Hai chấm. Tức là dần hành nó duyên cho thức, là ở lúc ở phần trên chúng ta nói về những cái thức tái tục, thức tục sinh, nhưng mà nếu nói rộng ra nữa là thì là nó sẽ cho những tâm quả hiệp thế hết, tất cả những cái tâm quả hiệp thế mình lấy hết, do chính do hành nó làm cho phát sinh là những cái tâm quả hiệp thế. Thì theo như quý vị, những tâm quả hiệp thế gồm những tâm quả nào đâu? Tâm quả hiệp thế ra cái sơ đồ liền ha, trong đầu mình khi mình hỏi nói tới là mình phải nhớ cái bản nêu, mình ra cái bản nêu liền ha. Gì vậy? 11 gì? 11 bất thiện trật rồi. Trật lắm rồi, trật thiện. Tâm quả nha, tâm quả hiệp thế và siêu thế, bỏ hiệp thế, lấy phần hiệp thế trên. À, tâm quả hiệp thế, tất cả những cái tâm hiệp thế là thuộc về tâm quả. À, để nha. Rồi giờ mình bắt từ trên đi xuống, từ trên đi xuống là giờ đầu tiên là những cái tâm quả nào? Trật hết trơn rồi. Giờ bắt lên xuống này, giờ vô nhân có bao nhiêu tâm quả? Vô nhân có bao nhiêu tâm quả? Mười lăm, đúng rồi, vô nhân có 15 tâm quả vô nhân. Được chưa, quý vị nắm được không? Mình ra xuống là mình sẽ thấy có 15 tâm quả vô nhân, còn ba cái kia là tâm di tác, không có tính ha. Là 18 tâm vô nhân, nhưng mà có 15 tâm quả vô nhân. Rồi, giờ mình ra xuống tiếp xuống dưới, là tới tâm dục giới tịnh hảo, có bao nhiêu tâm quả? 8 tâm quả, đúng rồi, 8 quả thiện dục giới, 8 tâm quả thiện dục giới. Quả đại thiện đó, đúng rồi. Rồi ra xuống nữa, sắc giới có bao nhiêu tâm quả? 5 tâm quả sắc giới. Ok, rồi 4 tâm quả vô sắc giới nữa. Thì như vậy là 9 tâm quả đại. Thì tổng cộng là chúng ta đã có nhiều là 32 tâm quả do hành làm duyên. À, do hành làm duyên phát sanh ra tất cả 32 tâm quả, là vừa cả 19 tâm quả tái tục cộng những cái tâm quả khác nữa, tổng số chúng ta có là 32 tâm quả do hành làm duyên. Rồi ghi lại cho rõ ràng ha, thư ký ghi lại cho rõ ràng: 15 tâm quả vô nhân, 8 tâm quả thiện dục giới, 5 quả sắc giới, 4 quả vô sắc giới, bằng 32 hành làm duyên. Rồi chính xác ha. Ok. Rồi, quý vị nắm được ý này không? Nó là lúc đầu là chúng ta nói về riêng chuyên về cái thức tái tục, tức là do hành làm duyên cho thức, mà thức tái tục tức là thức cho đi tục sanh, tức là vô minh duyên hành là thuộc về quá khứ cho cái hiện tại là thức tái tục là 19 tâm quả tục sanh. Ngoài ra những cái thức tái tục này còn có những cái thức khác, và chúng ta sẽ được biết là có tổng số là có 32 tâm quả do hành làm duyên. À, rồi chút xíu học tiếp ha, từ từ đi, chút học tiếp xuống rồi mình sẽ loại ra. Rồi quý vị nắm được ha, nắm được cái tổng quát này chưa cái đã? Nắm được hết chưa? Alo.
Ok chưa? Rồi ok ha. Rồi như vậy mình nắm được là sơ lược cái là có 32 tâm quả do duyên từ hành, duyên thức ha. Rồi bây giờ mình xuống mình ghi cái chủ đề tâm quả bất thiện vô nhân. 2 chấm. Thì mình lôi cái 15 tâm quả vô nhân nãy đó, giờ mình lôi ra trước là tâm quả bất thiện vô nhân. 2 chấm. Rồi đúng không? Xuống dòng thời bình nhất, 2 chấm. Thời bình nhất, 2 chấm. Có bao nhiêu tâm quả sanh quý vị? Thời bình nhất có bao nhiêu? Có mấy nhiêu? Còn ai nói nữa không? Ai trả lời nữa không? Thời bình nhất có bao nhiêu? 7 tâm quả bất thiện vô nhân à, thì thời bình nhật 2 chấm có 7 tâm quả sanh khởi do bởi phi phúc hành làm nhân. Ghi rõ ra không? Có 7 tâm quả sanh khởi do bởi phi phúc hành làm nhân. Như nãy mình học trên là biết phi phúc hành là những cái tâm bất thiện à, tham sân si ha, là những tâm bất thiện phối hợp với tâm sơ tư đó. Nãy mình học đọc trên rồi ha, thì giờ thời bình nhật nó phát sanh ra cho chúng ta có 7 tâm quả sanh khởi do phi phúc hành làm nhân. 7 tâm quả này là những tâm quả nào quý vị kể nghe coi, vừa học vừa ôn luôn ha. 7 tâm quả. 5 thức, đúng chưa? 5 thức cộng gì nữa? Nhãn nhĩ tỷ thân tứ thâu quan sát, đúng rồi, năm tứ thâu quan sát. Rồi như vậy là thời mình dịch chúng ta nó sẽ cho chúng ta có 7 cái tâm quả sanh khởi do phi phúc hành làm nhân và trong thời mình dịch. Ok không? Nắm được không? Rồi. Ghi kịp chưa? Từ từ ha, nó chậm chậm chứ cho cái gì. Ghi chép cho rõ ràng thôi, nó lộn mấy cái này nó lộn cái phiền lắm. Rồi xuống dòng thời tục sinh. À, mình nói thời bình nhật là mình nói sơ lược qua rồi, có 7 cái tâm quả thôi. Rồi giờ tới thời tục sinh. Thời tục sinh. Thời tục sinh. Rồi bây giờ do vô minh duyên hành, hành duyên thức lại thức tục sinh á, tức là tính và bắt đầu mình tính vào cái thời tục sinh là chính thức của nó là thời tục sinh. Thì xuống dòng gạch vào dòng tâm 2 chấm. Là tâm gì quý vị? Tâm 2 chấm là tâm gì cho tục sinh? Quan sát thọ xả quả bất thiện, chính xác ha, là tâm 2 chấm, tâm quả quan sát bất thiện của nhân. Ghi cho rõ tâm quả quan sát bất thiện vô nhân. Rồi như vậy mình có được cái tâm mà làm việc tục sinh thuộc về bất thiện ha, tức là tâm quả cho sự tái tục và tục sinh. Tâm quan sát, tâm quả quan sát bất thiện nhân. Rồi xuống dòng tâm ha, rồi xuống dòng người 2 chấm. Người 2 chấm. Người gì quý vị? Tâm quả quan sát bất thiện cho sanh làm người gì? Alo. Người khổ, chính xác giỏi quá ta. Công nhận thiền hữu giỏi quá. Người khổ. Rồi, ok. Ghi chưa? Người khổ. Rồi. Cõi 2 chấm. Tâm quả bất thiện này cho bao nhiêu cõi? Alo. Bốn cõi khổ. À, chính xác ha. Rồi, bốn cõi khổ chính xác. Cõi. Bốn cõi khổ do 11, ghi ra, 4 cõi khổ do 11 tâm bất thiện làm nhân.
bốn cõi khổ do 11 tâm bất thiện làm nhân, trừ tâm si phóng dật. À, trừ tâm si phóng dật vì không có khả năng tạo quả thực sinh. Vì rõ ràng những cái chi tiết này chúng ta không có bị sót trong bài học ha. Cõi là bốn cõi khổ do 11 tâm bất thiện làm nhân, trừ tâm si phóng dật vì không có khả năng tạo quả tục sinh. Rồi, như vậy trong thời tục sinh của hành mà duyên cho thức, trong thời tục sinh thì chúng ta sẽ có được về tâm, nó cho chúng ta có tâm thuộc về tâm quả, thuộc về tâm quan sát, hay là gọi đọc mà theo chúng ta đọc bài bình thường là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Thì chỉ có cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân này làm vấn đề tục sinh thôi, tâm tiếp thâu không thể làm, bởi vì nó chưa có đủ tròn đủ cái sức, chưa đủ lực để nó cho làm cái tâm việc tục sinh. Cho nên tâm quan sát là tâm được tròn đủ nhất, tâm mạnh nhất trong cái, những cái tâm quả bất thiện. Thì chính cái tâm quả, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân này nó sẽ làm phận sự là tục sinh. À, và tục sinh là mình về cái gì? Tục sinh về người làm người khổ, là những người sống trong những cái sự đau khổ thì được gọi là người khổ, và sống trong bốn cõi, tức là bốn cõi khổ, súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la, địa ngục, là tục sinh vào bốn cõi khổ. À, và do bởi những cái tâm bất thiện làm nhân, tức là tham sân si nó làm nhân cho tái sanh làm người khổ, tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân và sanh ở bốn cõi khổ, một trong bốn cõi khổ như vậy. À, thì nhưng mà riêng cái tâm si phóng dật, để cái tâm si phóng dật là cái tâm loạn động, tâm chao đảo, thì nó không có đủ sức để nó làm cho cái làm thành tạo cho quả tục sinh. À, nó cứ chạy nhảy tùm lum nên nó không có sức mạnh, nó không có tùm lum tụ, giống như nó phân tán nha. À, nó phân tán cái lực, thành ra nó không có đủ sức để nó cho khả năng để tạo tâm quả tục sinh. Thì như vậy với cái trong cái thời tục sinh của cái tâm quả quan sát rồi đó, thì nó chúng ta sẽ được hiểu là như vậy. Và chúng ta thấy có một cái sự đặc biệt trong cái vấn đề này, vì để ý thấy không? À, thì khi mà tục sinh thì dù rằng là bốn cõi, bốn cõi khổ, súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la, địa ngục, nhưng mà cũng đồng một thứ tâm. À, mình nói không? Tức là cũng là tục sinh một loại tâm thôi, cũng là tâm quả quan sát, tâm quan sát là xã và thiện nhân, cũng là một tư tâm, nhưng mà nó khác, khác do nghiệp lực nó khác nhau, do cái hành sự nó khác nhau, do những cái vấn đề nó khác nhau, mặc dầu đồng tư tâm, nhưng mà nó khác, mà cõi cũng cõi là đồng cũng có mà bất đồng cũng có, mà về sắc pháp cũng vậy, là đồng cũng có mà bất đồng cũng có, nó tùy theo cái cảnh giới, do nghiệp lực mình làm cho cái sự khác biệt. Đó là cái vấn đề mà chúng ta biết được là do hành mà nó duyên cho thức tục sinh thuộc về người khổ. Đó là vấn đề cần phải được hiểu như vậy không? Rồi, và chúng ta qua cái thứ hai. Nãy là tám tâm quả thiện, tám tâm quả bất thiện nguyên nhân. Nãy tâm quả bất thiện nguyên nhân, không? Giờ tới tâm quả thiện nguyên nhân. Tâm quả thiện nguyên nhân. Quả thiện của nhân. Rồi, thời bình nhật 2 chấm có bao nhiêu tâm quý vị? Thời bình nhật 2 chấm có 8 xà thú chính xác không? Rồi, thì như vậy chúng ta ghi thời bình nhật 2 chấm có 8 tâm quả thiện vô nhân sanh khởi do phúc hành. Tám tâm quả thiện vô nhân sanh khởi do phúc hành, tức là do những cái hành động thiện mình tạo ra, thì nó sẽ cho những tâm tám tâm quả thiện vô nhân này trong thời bình nhật. Rồi xuống dòng thời tục sinh 2 chấm
thời tục sinh, do bốn tâm thiện dục giới ly trí. Ghi cái này nha, cái này nó quan trọng nha. Do bốn tâm thiện dục giới ly trí và thiếu tam tư làm nhân. Thời tục sinh, do bốn tâm thiện dục giới ly trí và thiếu tam tư làm nhân. Rồi, tức là những cái tâm quả thiện của nhân á, mà khi mà nói tới cái thời tục sinh á, thì nó phải do bốn cái, do mình làm những việc thiện mà thuộc về những cái tâm thiện dục giới mà nó ly trí, vừa ly trí mà vừa thiếu tam tư luôn, tức là tư tiền, tư hiện, tư hậu là không có đủ và thiếu cả tam tư. Thì như vậy bốn tâm thiện dục giới ly trí mà thiếu tam tư làm nhân, để cho cái gì xuống dòng tâm hai chấm, tâm gì làm việc tục sinh quý vị? Quan sát thọ xả quả thiện của nhân, chính xác ha, quả xả thủ tâm, tâm quả quan sát, tâm quan sát quả thiện của nhân, quan sát thọ xả quả thiện của nhân, tâm quan sát thọ xả quả thiện của nhân. Rồi, tức là khi chúng ta làm một cái việc thiện, mình thực hiện một cái việc thiện nào đó mà nó ly trí, tức là không có trí tuệ, mà đã không có trí tuệ rồi còn thiếu tam tư nữa, thì nó kết quả nó chỉ khi mà cho tục sinh đó, nó chỉ cho được cái tâm quan sát và xả quả thiện của nhân thôi. À, rồi bây giờ tâm, rồi giờ chúng ta tới người hai chấm, là thuộc về người gì quý vị? Do tâm quan sát và xả quả thiện của nhân sẽ cho làm người gì? Người lạc vô nhân, xa thứ quá giỏi ta. Người lạc vô nhân, chính xác. Rồi, chúng ta ghi là người lạc vô nhân. Người lạc vô nhân là người sao quý vị chắc biết ra, tức là người sanh ra, những người mà sanh ra có bị tật nguyền, bị những cái khiếm khuyết này kia đó. À, hoặc là những người mà xấu xí, giống như là ngạ quỷ, atula, dạ so, hay là những... loài mà thiên thấp kia đó. À. Rồi xuống dòng cõi hai chấm, cõi có người và tứ thiên vương thấp, người và tứ thiên vương thấp. Người và tứ thiên vương thấp. À, tức là cõi người cũng có người lạc vô nhân, tứ thiên vương cũng có người lạc vô nhân, tức là những ông thần cây, thần núi, hay là những giả so như này kia đó, những cái loài mà xấu xí ma quỷ đó, thì mà thuộc về tục sinh bằng tâm quan sát và xả quả thiện vô nhân đó, thì đó, cõi thì có được con người và tứ thiên vương cõi thấp, thấp nhất á, thấp nhất á, thọ thần hay là những gì đó. Chúng ta học về bài cõi mình đã học rồi biết phải không? Rồi như vậy trong cái thời tục sinh của cái trong cái vấn đề này thì chúng ta thấy là do bốn cái tâm dục giới ly trí mà thiếu tam tư nó làm nhân cho tục sinh, cho cái tâm tục sinh là tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, làm người lạc vô nhân và được sanh trong cái cõi người và cõi tứ thiên vương thấp. À, đó là cái vấn đề thứ hai là chúng ta đã được biết ha. Rồi xuống dòng tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân hai chấm, tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân. Tám tâm quả thiện hữu nhân hai chấm. Rồi sanh khởi do tám tâm thiện dục giới tịnh hảo làm nhân, sanh khởi do tám tâm thiện dục giới tịnh hảo làm nhân. Rồi tức là tám, bắt đầu mình nói luôn cả tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân nha, tức là những cái tâm quả này nó được phát sanh, nó được sanh khởi là bởi vì do tám cái tâm thiện dục giới tịnh hảo này nó làm nhân làm duyên để cho phát sanh ra tám cái tâm quả đó.
Và như vậy trong cái lối này chúng ta sẽ có sự phân tách đặc biệt ha. Và xuống dòng có ba cách hai chấm, có ba cách có ba cách rồi a nhỏ bốn tâm thiện, bốn tâm thiện ly trí đủ tam tư, ghi rõ là bốn tâm thiện ly trí đủ tam tư. Nãy cái kia là ly trí mà thiếu tư, không, giờ ở đây là bốn tâm thiện ly trí đủ tam tư, làm nhân cho ra 12 quả, làm nhân cho ra 12 quả. Làm nhân cho ra 12 quả. Rồi, xuống dòng thời bình nhật. Bắt đầu mình tính vào thời bình nhật ha. Thời bình nhật. 12 quả, quý vị đoán được 12 quả nào ha. Trong thời bình nhật. Chắc đoán ra ha. Đoán thử ra, cho đoán thử giúp này ra. Ly trí mà đủ tam tư, làm nhân cho ra 12 quả. Là 8 tâm quả vô nhân. 8 tâm quả thiện vô nhân. 4 đại quả ly trí. Đúng rồi, hay quá, thiện hữu giỏi quá. 4 tâm quả thiện vô nhân. Ê, 8 tâm quả thiện vô nhân. Cộng 4 tâm quả thiện dục giới mà ly trí. Bởi vì này tâm thiện ly trí phải không? Thì nó cho tâm quả thiện dục giới ly trí. Tám tâm quả thiện vô nhân cộng bốn tâm quả thiện dục giới ly trí. Rồi, như vậy trong thời bình nhật, nếu mà chúng ta làm những việc thiện mà tâm thiện mà ly trí nhưng mà đầy đủ tam tư thì nó sẽ cho ra là 12 quả. À, chúng ta sẽ có được 12 quả trong thời bình nhật. Nhưng mà giờ đây là thuộc về tính theo thời tục sinh, thì chúng ta xuống dòng ghi thời tục sinh hai chấm. Thời tục sinh tâm hai chấm, tâm hai chấm. Thì đây tâm tục sinh đây lấy là thuộc về tâm quả ly trí dục giới, tức là một trong bốn tâm quả ly trí dục giới, một trong bốn tâm quả ly trí dục giới. Một trong bốn tâm quả ly trí dục giới. Rồi, đúng không? Tức là lấy một trong bốn tâm quả ly trí dục giới, bởi vì cái này là tâm thiện ly trí nhưng mà nó đủ tam tư. Tại nên nó cho ra cái tâm tục sinh là tâm quả ly trí dục giới. Còn cái kia là thiện ly trí nhưng mà thiếu tư. Tại nên nó cho sinh bằng tâm quả vô nhân. À, do chính cái tư nó quyết định trong cái vấn đề này rất là nhiều. À, cho nên ở đây tâm tục sinh là một trong bốn tâm quả ly trí dục giới. Rồi, quý vị nắm được chưa? Hello. Rồi, người hai chấm là người gì đây? Hello. Người hai chấm. Nhị nhân, đúng rồi, xa thử, quá giỏi luôn. Nhị nhân, đúng là chính xác. Rồi bây giờ mình người, mình ghi là nhị nhân. Người, nhị nhân. Người, nhị nhân, đúng rồi. Rồi tới cõi, hai chấm. Có trong cõi khổ không quý vị? Có trong cõi khổ không? Cõi có trong bốn cõi khổ không? Không, đúng rồi, xa thứ, xa thứ. Vậy như vậy có đâu? Bảy cõi vui dục giới thì hữu giỏi quá nè.
bảy cõi vui, cõi người và sáu cõi trời giới ha. Tức là người cõi chúng ta có, nói chung tổng quát có bảy cõi vui dục giới. Thì như vậy thời tục sinh cho chúng ta một trong bốn tâm quả ly trí dục giới được sanh làm người nhị nhân, tức là người tục sinh chỉ có cái tâm tục sinh nó chỉ có hai nhân, vô tham vô sân, và được sanh có mặt trong cõi người và những cõi trời dục giới, thuộc về dục giới thôi ha. Thì như vậy đó là cái phần A, A nhỏ nãy rồi. Bây giờ tới B. B, bốn tâm thiện tương ưng trí. Bốn tâm thiện tương ưng trí, thiếu tam tư. Bốn tâm thiện tương ưng trí, thiếu tam tư. Làm nhân cho 12 quả. Bốn tâm thiện tương trí, rồi đúng rồi, tức là bốn cái tâm thiện mặc vào tương trí nhưng mà nó thiếu tư, thì nó làm nhân cho 12 quả. Thì là thời bình nhật, hai chấm thời bình nhật. Thì cũng giống như trên ha, giống như cái phần trên, 8 tâm quả thiện vô nhân cộng 4 tâm quả thiện dục giới ly trí, giống như trên, bởi vì nó mặc dù nó tương trí nhưng mà bị thiếu tư, thành ra nó trở ngược lại, nó bị nó mất cái phần quả hợp trí. Thời nhật thì chỉ có 8 tâm vô nhân và 4 tâm quả thiện dục giới ly trí. Rồi thời tục sinh, bắt đầu đây, thời tục sinh tâm hai chấm. Tâm, tâm gì quý vị? Tục sinh bằng tâm gì? Một trong bốn tâm quả ly trí. Một trong bốn tâm quả ly trí, đúng rồi, tâm tục sinh là một trong bốn tâm quả ly trí. Người, hai chấm, người về đây. Trật, tam nhân là trật, nhị nhân chứ sao tam nhân được. Một tục sinh là một trong bốn tâm quả ly trí, tam nhân này, người là người dị nhân. Người dị nhân, rồi, cõi, bảy cõi vô dục giới, cũng vậy ha, bảy cõi vô dục giới. Rồi, đó là tâm thiện tương ưng trí, thiếu tam tư, còn nhân cho 12 quả trong thời bình nhật. Nhưng mà thời tục sinh, nếu nó cho quả thì nó sẽ cho cái tâm quả ly trí thuộc về người dị nhân, sanh ra cõi bảy cõi vô dục giới. Rồi, đó là B. Rồi tới C, là bốn tâm thiện tương ưng trí, đủ tam tư. Bốn tâm thiện tương ưng trí, đủ tam tư, hai chấm. Làm nhân cho 16 quả. Rồi, tức là tâm thiện tương ưng trí, là tức là tâm thiện hợp trí ha, đầy đủ tam tư luôn, tư tiền, tư thiện, tư hậu đầy đủ. Làm với đầy đủ tam tư thì sẽ cho đầy đủ 16 quả. Rồi, trong thời bình nhật, hai chấm, thời bình nhật. Thời bình nhật, 16 quả gì đây? Alo.
Rồi, chính xác là tám tâm quả thiện vô nhân và tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân. Ghi vậy ha. Tám quả thiện vô nhân và cộng tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân. Như vậy chúng ta sẽ có 16 quả trong thời bình dịch. Do tâm thiện tương ưng trí đủ tam tư nó sẽ cho. Rồi. Thời tục sinh 2 chấm. Thời tục sinh. Tâm 2 chấm. Một trong bốn tâm quả dục giới hợp trí. Bởi vì đây tâm thiện tương ưng trí đủ tam tư thì nó sẽ cho tâm tục sinh là một trong bốn tâm quả thiện dục giới hợp trí. Thiện dục giới hợp trí. Rồi. Người 2 chấm là người gì đây? Người vô nhân hay nhị nhân? Người tam nhân, xà thủ, người tam nhân, rồi, chính xác, người tam nhân, rồi, cõi, cõi có bao nhiêu cõi, cõi, cũng vậy thôi, cũng bảy cõi vui dục giới, ha. Bảy cõi vui dục giới. Rồi, đúng rồi, xa thú. Thì như vậy chúng ta đã học được ba cái vấn đề là thuộc về tâm thiện. Ly trí, hợp trí, tư đủ tư, thiếu tư, vân vân ha, sẽ cho là những cái bài, những cái vấn đề mà nó đưa đi tái sanh như thế nào nào ha. Rồi đó là về thuộc về dục giới, thuộc về tâm thiện dục giới. Bây giờ chúng ta đi tới sắc giới. Năm tâm quả thiện sắc giới. Hai chấm. Năm tâm quả thiện sắc giới. Sanh khởi do bởi năm tâm thiền thiện sắc giới làm nhân. Sanh khởi do bởi năm tâm thiền thiện sắc giới làm nhân. Ghi rõ ràng ha. Sanh khởi do bởi năm tâm thiền thiện sắc giới làm nhân. Và chỉ làm phận sự tái tục. Và chỉ làm phận sự tái tục. Rồi, tức là năm tâm quả thiện sắc giới đó. Mình học đó, mình thấy năm tâm quả thiện sắc giới đó. Nó là do bởi năm cái tâm thiền. Mình đắc thực sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền sắc giới. Năm cái tâm thiền này nó làm nhân, nó sẽ cho đi năm tâm quả thiện sắc giới mà chỉ ở phận sự làm trong cái vấn đề tái tục, tức là tục sinh mà thôi, nó chứ không có trong thời bình dịch. Rồi xuống dòng thời tục sinh 2 chấm. Thời tục sinh. Tâm 2 chấm. Tâm 2 chấm. Một trong năm tâm quả thiện sắc giới. Một trong năm tâm quả thiện sắc giới. Tức là một trong năm cái tâm quả, sơ quả, nhị quả, sơ thì sơ quả, sơ thiền, nhị quả, sơ tâm sơ quả, nói lát nói lung tung,
tâm quả sơ thiền, tâm quả nhị thiền, tâm quả tam thiền, tâm quả tứ thiền, tâm quả ngũ thiền, tức là một trong năm cái đó cho cái sự đi tục sinh. Rồi và người hai chấm, người là người gì quý vị? Người gì đây? Người tam, chính xác luôn, người tam nhân mới được, mới đắc thiền được ha. Người tam nhân mới đắc thiền, mới cho đi tục sinh được, mới cho những cái tâm quả tục sinh được về thiền. Rồi cõi, cõi, cõi có 16 cõi sắc giới, 16 cõi sắc giới. Rồi, như vậy là tâm quả thiện sắc giới là cho chúng ta biết là trong cái thời tục sinh nó có những cái tâm quả thiện làm cái phần sự tục sinh như vậy, để chúng ta biết được là do cái hành là duyên cho thức, tức là do thiện thiền và do hành thuộc về phúc hành nó sẽ cho ra những cái tâm quả thuộc về quả thiện sắc giới, thì cho chúng ta có được sự tục sinh như vậy. Rồi bây giờ xuống dòng tiếp theo cái chót cuối cùng ha, là bốn tâm quả thiện vô sắc giới. Bốn tâm quả thiện vô sắc giới. Bốn tâm quả thiện vô sắc giới. Rồi. Sanh do bởi bất động hành. Sanh do bởi bất động hành, tức bốn tâm thiền thiện vô sắc giới làm nhân. Sanh do bởi bất động hành, tức bốn tâm thiền thiện vô sắc giới làm nhân. Rồi, và chỉ làm phận sự tái tục. Và chỉ làm phận sự tái tục. Rồi, thời tục sinh hai chấm, tâm một trong bốn tâm quả thiện vô sắc giới. Tâm là một trong bốn tâm quả thiện vô sắc giới. Một trong bốn tâm quả thiện vô sắc giới. Rồi, người hai chấm, và thuộc về người tam nhân. Người tam nhân, cõi hai chấm, bốn cõi vô sắc. Cõi, bốn cõi vô sắc. Rồi, như vậy là trong cái tâm quả thiện vô sắc giới này, trong cái thời tục sinh là một trong bốn tâm quả thiện vô sắc giới cho tục sinh không vô biên xứ, vô biên xứ rồi đó, thì đó là một trong bốn tâm quả thiện vô sắc giới cho tục sinh, mà người phải là người tam nhân tục sinh về bốn cõi vô sắc. Đó là cái vấn đề mà chúng ta biết về do hành duyên thức tục sinh là như vậy. Rồi tổng kết hai chấm. Tổng kết hai chấm.
trong 32 tâm quả hiệp thế. Trong 32 tâm quả hiệp thế. Có 19 tâm quả làm việc tục sinh sang kiếp sống mới. Có 19 tâm quả làm việc tục sinh sang kiếp sống mới. Và hai tâm quan sát thọ xả vô nhân. Thiện bất thiện. Tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân. Năm tâm quả thiện sắc giới. Bốn tâm quả thiện vô sắc giới. Rồi, như vậy là trong cái hành nó duyên thức ở đây á, nếu mà lấy tổng kết hết, lấy chung á, thì nó chúng ta sẽ có 32 tâm quả hiệp thế. Nhưng mà lấy về cái sự mà tục sinh tái tục á, thì là do vô minh nó duyên cho hành, phúc hành, phi phúc hành, bất đồng hành, nó cho đi thức tái tục. Nếu tính về thức tái tục thì chúng ta sẽ có 19 cái tâm quả nó làm việc tái tục trong cái vòng luân hồi này, nó cho chúng ta tục sinh sang kiếp sống mới. Thì như vậy cái thức tái tục nó sẽ là những cái loại tâm mà chúng ta được biết là có 19 thứ. Hai tâm quan sát và xả thọ vô nhân, thiện hay là bất thiện. Tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân. Năm tâm quả thiện và bốn tâm quả thiện vô sắc giới. Thì hai tâm quan sát xả thọ vô nhân này, nếu là bất thiện thì cho tục sinh vào những cái khổ, nếu mà thiện thì tục sinh làm người lạc vô nhân. Còn nếu là những cái tâm quả thuộc về dục giới hữu nhân thì nó tùy theo hợp trí hay ly trí, nó sanh theo cái tùy theo nhân. Và riêng cái thiện sắc giới, tâm quả sắc giới thì chắc chắn là tục sinh sanh ở cõi sắc giới. Và bốn tâm quả thiện sắc giới là cho chắc chắn cho sanh khỏi vô sắc giới. Vì vậy trong cái vô minh duyên hành, hành duyên thức này, thức ở đây chúng ta phải nên được hiểu là thức tái tục. Ở đây là nó có 19 tâm quả làm việc tục sinh cho vấn đề này. Đó là cái định luật về 12 duyên khởi. Chúng ta phân tích tỉ mỉ ra như vậy chúng ta sẽ thấy có những cái mà rất là đặc biệt, rất là sâu sắc không? Thì như vậy hôm nay chúng ta học tới cái phần này là vừa phải lẽ. Từ sau chúng ta sẽ học thức duyên danh sắc, càng lúc nó càng khó lần lần ha. Rồi, như vậy hôm nay là do phước báo mà chúng ta học vi pháp. Hôm nay là nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm cái trí tuệ thành tựu chánh trí, đồng đều nhau cả thể. Dạ, mô Bụt Thầy nhá, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Di Đà. Rồi mời MC. Nam mô Bụt Thầy nhá. Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Di Đà. Và con xin thay mặt lớp học kính tri ân thầy Kinh để giảng bài học rất là hay, rất là sâu sắc của ngày hôm nay. Dạ, tụi con học được bài duyên mà cứ mơ mơ hàng màng màng á bạch thầy. Đến hồi hôm nay học như vậy quá là xa thú. Dạ, rất là hoan hỷ nha. Dạ, con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Pháp Trang có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Con xin dâng mít lại cho sư ạ.
Nam Mô Phật Thầy Giá. Để kết thúc buổi học hôm nay, con xin thay mặt Trường Trọt Thanh Tâm cùng Chư Tôn Đức Đại Phúc Chúc đến toàn thể đạo tràng cho Phật tử để tròn đủ phước báo. Nam Mô Phật Thầy Giá. Dukkha pata chane dukkha paya pata chane paya soka pata chane soka hanta sape pepanino eta vata cham hehe sampatam konya sampadam sape deva namadan dasa pasampata seta jadanang dadan dasa ta jasilang rakan dasa pada pavana pirata hanta rachanto devatam Rata sa pe pota palapa cha pa che ka nang cha jam palang arahanta nang cha te che narakan pan tham. Me sa pa so nguyện cầu về đấng Phật bảo, nguyện cầu về đấng Pháp bảo, nguyện cầu về đấng Tăng bảo, sinh tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương. Nhận hiện tượng bất thường, nhận mộng mị sâu xa, nhận nghịch duyên trở ngại, thấy điều mạo tan biến, nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hên khổ, người sợ hên sợ hãi, người sầu hên sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ chỉ giới hạnh, biết là chú trong thiền. Chư thiên đã văn tâm ma sanh tùy hỷ phước lành được các thường như ý. Rồi phản hồi thiên sư chư toàn giác đại lực, chư động giác đại lực, thịnh văn giác đại lực, nguyện tâm trì vị đức. Cầu phong lành phan sanh tê a ta la ta sa ke ta la ha po ta sa sa ne a ro ram. Cho kê ta hô hê sa ha sa pê hê nhà tê phê cầu xin cho các thiện tân được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tâm hoa trong đường phân đạo, hoa cầu xin cho các thiện tân khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia viên cả thảy, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Trang đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa ta san ti vi ha ra hoa si ni thu bê kha rê bồ thi kha rê ta hân ta hân. Ta tham ma da ne na pha văn tu pu chi ta so thân ka ron te ta vi ha ra măng da lê. Thế ra cha mạnh cha na hoa ca cha phân ca vô xa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca. Gà ma cha đề sa ni gà ma cha e sa ra sắp ba na phu ta su ki ta pha văn tu tê. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha qua san se da cha ta tha wo pa pa ti ka. Ni ya ni kang tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang. Tha tu chi rang sa tan tham mo tham man tha ra cha bung ga la sang ko ho tu sa mak go. Wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu san tham mo. Sam be bi tham ma cha no gu tan sam ba bu ne ya ma tham ma ri yam ba we. Đệ tê y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta
hoa ta vô y đằng nô nha y nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô ý đằng quá tám nề buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tú á nà gá tề cà lề. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát, kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhằm kỳ độc giác, sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa bình, nguyện thải chúng sanh khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh từ khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nắc mô Bức Tha Giá, Nắc mô Thầm Ma Giá, Nắc mô Sang Kha Giá. Và Nguyên Như con xin hẹn chư vị Phật tử trở lại trong Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ hai của Hoa Tịnh Đốn và cũng là sáng thứ ba ở Việt Nam, đại học bài 37 Phẩm Trợ Đạo với Sư Phụ Pháp Thanh. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.